Ông chủ, ông chủ thấy gì không? Ông chủ có thấy gì không? Có. Thấy gì? Con thằng khùng múa giữa quán. Mày làm gì vậy? Mày múa mày quay cuồng như điên điên khùng khùng vậy? Tự nhiên nói ta khùng vậy. Tại bữa nay tâm hồn phơi phới quá. Làm sao? Không khí này, không gian này báo hiệu một ngày yên bình, một ngày thiệt là ấm áp cho cái quán cơm tấm vui vẻ của chúng ta. Trời, làm như quảng cáo vậy. Không, tự nhiên thấy bữa nay phào lọc phơi phới phới không chủ? Ừ. Hy vọng là vậy đông khách. Phổi quá. Ủa hay nó sao vậy? Nó phơi phới như ý mày nói đó. Trời trong xanh đó, yên bình đó. Tao tưởng đâu nó liếc mình nhìn một cái là tưởng là có cái bình xăng đây là phục trái trái luôn á. Sao nên hai nhỏ này thấy ghê thiệt ta? Hồi nãy thấy trời yên bình thiệt mà. Chắc thằng chủ á. Gì đại tao? Đây bình thấy mặn chủ bảo tố tới liền luôn á. Mày điên hả? Cái quán này quán của tao, không có mặt tao. Sao quán của tao? Mai mốt bán đeo mặt nạ vô đi. Mày đang yên bình tự nhiên thì bây giờ sợ quá không biết sao đây nè. Mày dự đoán hay quá mà. Mày dự đoán có giờ mày dự đoán là lương của mày tháng này còn nhiêu không? Sao hay mang lương người ta ra khè tao quá. Phải khè thôi chứ giờ khách tới mày không ra mày hỏi chuyện là sao trừ lương được. Sợ quá, ra giùm được không? Trừ lương. Em ăn gì vậy? Anh Nam, em muốn gọi món. Anh Nam, anh không thấy em ngồi đây trước hả? Em cũng muốn gọi món vậy. Thôi được rồi, anh đứng vuông góc mà. Không thay bên nào hết. Bây giờ hai đứa ăn gì? Cho em một phần như cũ. Phần như cũ. Còn em? Em như... Như cũ. Như lúc trước. Ủa như cũ, như lúc trước cũng giống nhau mà em. Em thích nói vậy, em không thích giống người ta. Như cũ, như lúc trước giống nhau, anh biết tại sao anh còn hỏi. Anh sai, em sai. Mà khoan, hai đứa, thường thường nay hai đứa thân lắm mà. Gặp nhau lý lo mà. Sao bữa nay hai đứa gặp nhau như mặt trời mặt trăng vậy? Trời ơi, chắc anh lộn em với ai rồi đó. Chứ em với người ta có quen biết gì đâu mà thân. Đúng đó anh Nam, đâu có thân gì đâu. Bạn của em á tốt lắm, chứ không như người nào đó mê bồ bỏ bạn. Nè, ăn nói chứ cẩn thận nha. Mê là mê sao? Ủa mắc cái gì phải cẩn thận? Bộ tôi lái xe ngoài đường hay sao phải cẩn thận? Tôi có sao tôi nói vậy? Ưng thì tôi thích nói phong long, trúng thì thôi. Mắc cái gì nhột hả? Bây giờ cô muốn sao? Tôi muốn được rồi, coi như chưa nói gì hết. Anh chưa hỏi gì hết. Ngồi xuống, bình tĩnh nha. Khoan. Gì má? Gì em rồi. Gói mang về giùm em. Ở đây nước không có trôi. Ủa thường ngày ăn ngon lắm mà, cơm ăn ngon mà làm gì nước không trôi vậy em? Thì tại ở đây có cái thứ gì đó mê bồ bỏ bạn. Cái thứ mê bồ bỏ bạn. Coi như chưa nói gì hết. Anh chưa hỏi gì hết nha. Mấy đứa bình tĩnh, em ngồi xuống. Em như cũ, em như xưa. Như lúc trước. Em như lúc trước. Như lúc trước. Gói mang về. Phải về không? Đúng rồi. Không, bỏ luôn cái chữ phải không. Nha. Hai đứa bình tĩnh. Má giống như đang nói chuyện với má với bà nội tôi vậy trời. Mà bỏ tập bẫy mấy nhiêu chuyện chi. Ủa sao tôi nhìn bữa nay. Mà biết tại sao vậy không? Không biết. Tại cái mặt của mày á. Sao nhưng mà có? Đúng không? Từ sau ra chưa có đem nạ lại cái. Hồi hay khỉ, tha quá à. Cho vừa với mày. Vừa gì? Thấy hai này nó kỳ kỳ sao? Sao kỳ kỳ vậy ta? Khó hiểu thiệt á. Bữa trước chị em. Bữa nay cái gặp nhau không thèm nhìn mặt nhau. Mày muốn biết không? Ai muốn biết nhiều chuyện mà. Ra hỏi. Hả? Tôi tưởng mày ra thiệt chứ. Chú bậy à? Ra lỡ không có mạng mang về sao? Cũng mày, nhiều chuyện chi? Hay số bảy rồi ra hỏi cái là mai mốt cúng gà khỏa thân cho ăn nha. Mày thích ăn gà mà? Thích là ăn trực tiếp vô miệng, chứ không thích là nhìn cái đít gà nha, rồi ngửi khói. Biết gì thôi lo làm đi, nhanh đưa cho người ta.
nhiều chuyện mà muốn hỏi mà sợ thì à. Làm quá sợ luôn. Cảm ơn. À. Thiếu được không? Hả? Nay bực bội trong người, khó ở quá. Muốn trả tiền, ngày mai ăn em trả luôn được không? Được chứ, mới mở hàng mà. Sao đâu, thoải mái đi em. Cảm ơn. Long em về. Thôi. À, dạ. Lộn xíu. Thiếu luôn ha. Không anh, em trả tiền đàng hoàng chứ. À dạ, thì em ăn cơm nha. Có gì á mà thằng thấy mà bất chấp cái ra cứu liền nha. Ok, cứu liền. Okay. Đừng để muộn rồi cứu chết nhỏ nha. Người ta kéo cái áo người ta lên đi, ta ngồi kéo cũng chết luôn thì ớt ăn lại nha, mày mập quá rồi đó, giãn nách hay quá. Là ngồi luôn, ngồi luôn. Chuyện vậy nè, tánh anh nhiều chuyện hay không? Thường thường thấy hai đứa thân nhau lắm mà đúng không? Sao tự nhiên rồi bữa nay kỳ vậy? Hai em, bạn thân mà, có gì mình tìm cách mình nói chuyện mình hiểu nhau thêm. Chứ giờ giận hờn nhau vậy, mất một người bạn thân, một người tri kỷ, tiếc lắm em. Đúng rồi đó, tình bạn hai đứa anh thấy là đẹp lắm luôn á, đúng không? Cũng mười mấy năm rồi đó. Mấy năm rồi. Tiếc chứ anh. Nhưng mà giờ biết sao giờ. Hai anh thấy không, nó là bạn thân của em. Vậy mà nó không ủng hộ chuyện em có bồ thì thôi chứ. Đằng này hả, nó còn 5 lần 7 lượt nói xấu bồ em, chia rẽ tụi em vậy á. Đã vậy hả, chưa dừng ở đó đâu, hôm bữa nó còn đánh bồ em, sỉ nhục bồ em trước mặt em nữa. Hai anh thấy vậy có được không? Ngân, dạo này tình yêu của bà sao rồi? Bình thường à, vui vẻ, hạnh phúc. Có thiệt vậy không? Thiệt, anh Hồ anh tốt với tôi lắm á. Tôi họ thích cái gì là anh chịu đó. Bà cẩn thận á, chứ theo tôi tìm hiểu, ổng là người lăng nhăng. Nữa à, sao mà cứ mỗi lần gặp bà là bà dạy vậy? Anh Hồ bà không thấy anh tốt với tôi sao hả? Đã vậy á, ảnh còn vui vẻ hòa đồng với mọi người nữa. Nè, sao cứ mỗi lần gặp tôi là bà nói những cái lời không tốt với ảnh vậy? Bộ bà có ác cảm với ổng đúng không? Tôi nói tới cỡ đó luôn mà bà còn không chịu thông nữa. Bây giờ tôi nói thẳng nè, bà chia tay ông Hồ đi. Nè, bà có biết bà đang nói gì không vợ? À, anh xin lỗi nha, kẹt xe quá khiến anh tới trễ. Thảo, có Thảo nữa hả? Ừ, sao? Kẹt xe hay kẹt với con nào? Thảo, em nói giỡn vậy rồi Ngân hiểu lầm anh là chết anh á. Tôi không có rảnh mà nói giỡn ha. Trước mặt thì yêu em, thương em, sau lưng thì nắm tay con khác. Ủa? Ngân, tôi về trước. Thảo à, bà cẩn thận đó. Thảo à. Thảo. Ây da. Thảo, bà đang làm cái gì vậy? Ây da. Anh có sao không? À, anh không sao. Không biết làm sao tự nhiên Thảo tát anh nữa. Chứ là anh muốn giữ Thảo lại để nói chuyện với em mà. Anh, nè, bà biết bà đang làm cái gì không vậy? Mỗi lần mà gặp tôi á, là bà nói này nói nọ, nói những lời không tốt với ảnh là tôi đã không nói gì rồi. Bà bắt có hỏi là tôi phải chia tay ảnh, bà nói ảnh cắm sừng lăng nhăng với tôi cũng không có nói gì hết. Vậy mà bây giờ bà đánh ảnh, bà làm nhục ảnh trước mặt tôi. Bây giờ bà muốn cái gì? Tôi không có một lại bạn với bà. Mọi người bình tĩnh đi. Em, đừng có giận Thảo.
Chắc là mọi người thấy anh quen với em, xong người ta ganh tị, rồi nó ra nó vào. Thảo nghe được, lo cho em, mới làm vậy ha. Anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Ngân, tôi thương bà, tôi coi bà như chị em trong nhà, nên tôi mới nói cho bà biết về bộ mặt thật của ổng. Vậy mà bà không tin tôi. Bạn thân của bà mà bà không tin, bà đi tin một người bà chỉ mới quen có vài tháng. Sau này nếu như có xảy ra chuyện gì, bà đừng có trách tôi không cảnh báo trước với bà. Ngân à, anh xin lỗi nghe. Cũng tại vì anh mà em với Thảo ra nông nổi như vậy. Anh không có lỗi gì hết á. Lỗi là ở nó. Kệ nó đi. Thôi bỏ qua ha, vui vẻ ha. Đó, anh thấy không? Tự nhiên con Thảo nó đánh bạn trai của con Ngân là sao? Có cái nào á, nó thích bạn trai con Ngân rồi nó ghen đánh luôn không? Ủa, bậy nó bạ rồi kìa. Con nó thiệm chủ, con tiếp xúc Thảo rất nhiều lần rồi. Con biết chắc Thảo không phải là người như vậy. Không bao giờ nó có chuyện mà nói xấu sau lưng người ta hết. Trong cái chuyện này chắc chắn có cái rút mắt. Thì ta đặt nghi vấn thôi mà. Nghi vấn gì tự nhiên kia yêu bạn trai người ta. Nhưng mà Ngân nè, anh thấy thằng Nam nó ghi đúng nha. Tại vì suy nghĩ về tính cách của con Thảo á, nó là người tốt, đúng không? Với lại từ đó đến giờ anh thấy là nó thương em lắm luôn á. Tưởng là hai đứa chị em ruột nhau không á. Hiểu thiệt mà. Vô lý nào mà nó khi thấy em hạnh phúc mà nó lại như vậy chứ á. Vô lý lắm. Ông chủ, ông chủ thấy gì không? Bữa nay trời trong xanh, mây trắng, đảm bảo sẽ là ngày bình yên tâm đi. Ông là vậy đó nghe. Ủa, à, mình cái quán này ha. Thấy mẹ rồi, cái quán cơm này Ngân hay tới ăn. Anh vô hả? Ăn đi. Em coi trên mạng á là quán cơm này vui lắm. Cái quán này hả? Vô đi ăn anh. Ở đây em nghe nói có hai ông chủ á dễ thương lắm. Hai ông chủ quán này hả? Ừ. Hai ông nói đó xàm gần chết dễ thương gì? Có đâu anh. Chờ anh, chờ anh xíu nha. Hên quá, không có ai chịu cái đi. Ăn cơm xong rồi chết chứ tôi. Đúng nhất. Ok. Anh sẽ chiều nữ hoàng của anh. Nữ hoàng của anh muốn cái gì cũng được hết trơn. Thương lắm á Ngô. Vô ăn ha. Ông chủ, mới nói thôi, có một cặp uyên ương vô. À chủ quán ơi. Hả? Hai dĩa cơm tấm sừng bì chả, đặc biệt nghe không? Ok. Rồi. Trời, chúc anh trai hạnh phúc nha. Ngon miệng nha. À, em thấy chưa, thấy chưa, đây, thấy chưa đây. Em qua đây ngồi, ngồi đây nắng, hiểu không? Sơ. Làm đen cái làn da của em, ngồi đi, ngồi đi. Hey. Cưng quá. Trời ơi anh mà cưng. Nhanh 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 chủ ơi. Có liền, có liền. Em bụng quá à. Ủa anh Nam, Thảo tới chưa anh? Ủa anh Thảo, không thấy. Anh Hồ. Ủa, Ngân. Cô ta là ai vậy? Ờ, nè cô... Cái này tôi hỏi cô mới đúng á. Cô là ai? Ờ, Ngân. Tôi là bạn gái của anh Hồ, cô là ai? Bạn gái? Chết cha ơi, ông chủ ơi, bảo tố đến rồi. Mày tao nói mày, lần sau tao cấm mày nói cái câu mà trời trong xanh nghe chứ. Mỗi lần mày nói câu đó là ý như rằng là quán có chuyện à. Mày muốn chủ đeo mặt nạ vô đi. Mày đeo mặt nạ đó. Ngân à, cái chuyện này là sao? Sao trăng gì nữa? Bây giờ anh còn biện lý do để chối hả? Ủa là sao? Ai giải thích cho tôi hiểu đi. Trời ơi, còn giải thích cái gì nữa? Nhỏ này ngây thơ dễ sợ, ngây thơ luôn. Ý á, là em bị cấm sừng rồi đó Tiểu Tam, hiểu không? Gì? Tiểu Tam bị cấm sừng á. Nhưng mà lần đầu tiên Tiểu Tam bị cấm sừng là sao? Cái gì cấm sừng cái gì vậy? Có chuyện tào lao không à? Tiểu Tam gì ở đây? À em à. Khốn nạn. Tát nhá lửa luôn. Trời ơi. Ngân à, nghe anh nói nè, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cái cô này á, là đối tác của anh. Anh tới đây để bằng chuyện làm ăn thôi à. Thì công anh. Ngân, bà đừng có tin nó. Bà im đi. Ngân à, cuối cùng thì chỉ có một mình em là tin anh. Cảm ơn em đã tin anh. Anh còn định lừa tôi tới bao giờ nữa? Anh nghĩ tôi là con nít hả? Mẹ, tát này đau thiệt á.
Bây giờ thì anh biết được chưa? Tại mày con có nhiều chuyện. Sao? Sao cái gì? Ủa hả? Ê! Ê! Nè, cái chỗ này á là cái chỗ là cái nơi ăn uống, chứ không phải là cái nơi để lại quýnh lộn. Còn muốn lộn không? Nè, đàn ông đụng với đàn ông nha. Chỗ này nhiều máu nè, mày đụng vô một cái đi, tao đi bệnh viện tiền mày lo nha, tin không? Giỏi lắm, mấy người giỏi lắm. Mày chừng tôi nghe. Ngân à, mày đừng có khóc nữa. Vì một thằng đàn ông như nó không có xứng đáng để bà khóc đâu. Không khóc nữa. Cảm ơn mẹ. À, cái này đồ của bà. Bà đừng nói là. Về trước. Thảo à, bà cẩn thận đó. Thảo. Thảo. Thảo à. Thảo. Gì vậy Thảo? Ây da. Thảo, bà đang làm cái gì vậy? Ây da. Anh có sao không? À, anh không sao. Bạn thân của bà mà bà không tin, bà đi tin một người bà chỉ mới quen có vài tháng. Sau này nếu như có xảy ra chuyện gì, bà đừng có trách tôi không cảnh báo trước với bà. Anh hay lắm. Alo, gọi gì vậy? Tôi có chuyện cần gặp bà. Trả cho bà mấy món đồ mà bà tặng tôi. Nè, những món đồ mà tôi đã tặng á, tôi không có nhận lại. Nếu như mà bà không xài á, thì dục đi. Ừ, dục thì dục. Nhưng những gì tôi tặng bà, làm ơn mang tới trả cho tôi. Được, trả thì trả. Ở đâu? Quán cơm. Đó chỉ là một nửa kế hoạch của tôi thôi. Còn nữa nè. Chào chị, xin lỗi chị nha. Một nữa. Ừ. Cũng nằm trong kế hoạch của tôi đó. Công nhận đó nha chị. Cái thằng nó mặt nó dày ghê, tán sướng tay thiệt. Mà tôi cũng không ngờ á, là anh Hồ anh lại đối xử với tôi vậy. Tại bà ngây thơ quá đó. Tôi nói với bà biết bao nhiêu lần rồi. Bà trân trọng người ta nhưng chưa chắc người ta đã trân trọng bà. Thảo, anh cho em một like. Cuộc đời nó ngộ lắm em. Cái gì dễ đoán được nhưng riêng lòng người là rất khó đoán. Nó giống như là bánh tráng nướng vậy. Mình lật qua mình lật lại nè. Giống như anh nè, hồi mới á, yêu thương kêu về làm chung đi, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Vậy đó mà bữa nay ăn cơm còn cháo không cho anh húp luôn. Lương thì không trả anh. Mày tin tao gấp cái mỏ mày lại không? Sao mày cà khịa tao hoài vậy? Đúng mà. Đúng gì mà đúng. Tao lao không à. Đừng nghe nó ba lơn lắm nghe. Nè, anh nói Ngân nghe nè. Trong tình yêu á, yêu mà càng nhiều thì đau càng nhiều thôi. Bây giờ em có muốn khóc hay muốn làm gì buồn bã gì đó, cứ việc mà khóc, cứ việc buồn bã ha, cứ việc mà theo cái cảm xúc tiêu cực đó nha. Nhưng anh chỉ nhắc em một điều thôi, đừng bao giờ quên bản thân mình là được. Dạ, em cảm ơn anh, em hiểu rồi. Hiểu thiệt không? Ừ. Trả lời đi, mình không hiểu giải thích thêm. Chứ nói hiểu rồi không hiểu mà mốt lập vô đường cũ kỳ lắm. Em nói hiểu là hiểu, anh chọc em hoài. Sao mày bá lớn hoài mà ghẹo tao được tăng ghẹo ghẹo hoài. Không thì nói cho con bé nó hiểu, sợ nó không hiểu nó nói nó hiểu. Ok. Thảo, tôi xin lỗi bà nha. Đáng lẽ tôi nên tin tưởng bà ngay từ đầu. Tha lỗi cho tôi nha. Nếu như mà gặp trường hợp người khác á, là không có bao giờ tha lỗi cho bà đâu. Nhưng tại tôi rộng lượng nên tôi tha lỗi cho bà. Thôi 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 đó, được rồi. Trời ơi, tự nhiên chỗ này tự nhiên cái nó xì lô mà nó vậy tiếng nó nghe nó khó chịu gì đâu á. Nói chung là hai đứa là coi như là có vợ không vợ chết hết chưa. Nói chung hai đứa mà vui vẻ mà làm quà được nhau là được. Cái tình bạn á khó mà kiếm được một chi kỷ mình như ý mình lắm. Đúng. Phải biết trân trọng nha. Nói chung á, chuyện hiểu lầm của hai đứa được giải quyết cũng mắc rồi. Mọi chuyện vui vẻ là liền đúng không? Quá vui luôn. Chị cũng nói mà ngay từ đầu ra thấy trời trong xanh là nghi bữa nay có cái chuyện yên bình liền thấy chưa? Lâu lâu thấy nó đúng nữa. Nhưng mà để hòa vào cái niềm không khí vui chung đó. Sao? Tôi cũng muốn được vui nữa. Sao? Mà để tôi vui.
Rồi, ông chủ phát lương. Hết vui luôn rồi, thiệt. Đang vui luôn á, mày sao mà mở miệng là tiền bạc quá. Mày đang yên bình của bảo tố tới liền, mua thiệt sự luôn á. Lo vô làm ba dĩa cơm đi. Ra để mời tụi nó mừng cái ngày tụi nó coi như là hiểu nhau và hòa thuận lại với nhau, được chưa? Ê, cảm ơn. Trời ơi, mấy đứa ngồi đi, mấy đứa ngồi đi. Để ngồi cho nghe. Rồi.